chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Chị gái bệnh nhân thứ 17 lần đầu lên tiếng từ London. Nga Nguyễn, 27 tuổi, được xem là bệnh nhân số 0 của giới thời trang sau khi đến Milan và Paris dự show và dương tính với Covid-19. Chỉ hơn một tuần trước, Michael Fern, giám đốc điều hành của L'Oréal Vuitton, đứng trong một không gian tối tăm ở Paris, nơi show thời trang của ông cũng là show cuối cùng của tháng sắp diễn ra, và nhấn mạnh rằng bất chấp sự lo ngại về Covid-19, có rất ít show bị hủy. Ông chỉ ra rằng nhiều người trong số hàng trăm khách mời trong khán phòng đã đi cùng nhau và ở trong những không gian kín suốt nhiều tuần. Các bạn có biết được ai bị bệnh không? Ông hỏi. Mọi người nhìn nhau nhún vai. Fern không biết rằng sáng ngày hôm đó tại văn phòng của một bác sĩ ở một đất nước khác, Nga Nguyễn có triệu chứng ho. Nga, 27 tuổi, được xem là bệnh nhân số 0 của giới thời trang. Cô là khách mời dự show của Gucci ở Milan, hai trong số những show nổi tiếng nhất với lượng người tham dự lớn nhất của mùa thời trang ứng dụng, và là người đầu tiên trong giới thời trang thế giới được công bố là dương tính với Covid-19. Nga vì thế trở thành tâm điểm sợ hãi của hệ thống thời trang, nơi mọi người đồng hành và gắn bó suốt một khoảng thời gian dài, cũng như trở thành biểu tượng cho đặc quyền, đặc lợi và sự bất cẩn. Nga Nguyễn tại một bữa tiệc thuộc tuần lễ thời trang thu đông Milan 2018. Sau khi có biểu hiện ho trong một lần thăm khám bác sĩ định kỳ cùng người nhà, cô được xét nghiệm và ngay hôm sau được thông báo kết quả dương tính. Nga sau đó được điều trị tại một bệnh viện ở châu Âu, cố gắng nhớ lại những hoạt động mà mình từng tham gia với tất cả những người mà mình đã tiếp xúc. Cô trở thành tâm điểm trên báo chí và mạng xã hội cùng em gái Nguyễn Hồng Nhung, người cũng tham dự hai show thời trang trên và dương tính với Covid-19. Nhung là bệnh nhân 17 mắc Covid-19 ở Việt Nam và là ca đầu tiên tại Hà Nội. Cô bị báo chí Anh gọi là người siêu lây nhiễm. Mọi người nói tôi đã bay về nước, rằng tôi đã biết mình bị nhiễm virus khi đang tham dự show. Nhưng điều này đều không đúng, rằng tôi hư hỏng vì có một bức ảnh chụp tôi hở ngực, rằng tại sao virus lại xâm nhập tôi, rằng đây là lúc để những người tham lam trong giới thời trang dừng lại và suy nghĩ, Nga kể trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Một phụ nữ bình luận, thay vì là một người có sức ảnh hưởng, dường như cô ta lại là một người lây nhiễm. Những người khác không buồn kiểm tra lại thời điểm Covid-19 bùng phát và lịch trình đến Italy của Nga. Người ta chỉ biết rằng Nga và Nhung đã có mặt ở những show thời trang trên qua những bức ảnh họ đăng trên Instagram. Nga sau đó đã xóa khỏi tài khoản vì nhận được quá nhiều tin nhắn đe dọa cả bản thân cô lẫn gia đình. Nga, người đi lại giữa London, Đức và Hà Nội, là con gái của một nhà kinh doanh và được The Residence, một trong những tin tức trực tuyến ở London, gọi là người di cư toàn cầu. Cô có bằng khoa học chính trị của Đại học King London và từng làm việc ở bộ phận mỹ phẩm và nước hoa của tập đoàn tại Paris trước khi tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Cô từ chối gọi mình là người có sức ảnh hưởng, dù yêu thời trang và thích tham gia sự kiện từ thiện, chia sẻ chúng trên mạng xã hội với sự hỗ trợ từ một nhiếp ảnh gia. Cô đã hai lần dự Met Gala, giải thưởng được xem là Oscar của ngành thời trang, và từng chụp ảnh tại nhiều gala cùng những tên tuổi thế giới. Tôi hoàn toàn hiểu thái độ cực đoan đó khi thế giới đang trong cơn hỗn loạn vì đại dịch này, Nga nói. Rõ ràng chúng tôi bị soi xét rất nhiều, nhưng tôi nghĩ phần lớn là dựa trên những giả định và biểu tượng về hậu quả của các sự việc. Và đây là những gì xảy ra trên thực tế. Dù Nga là một người bạn của Gucci và từng tới dự ra mắt nhiều bộ sưu tập khác nhau ở châu Âu, năm nay cô mới được Gucci mời tham gia show, Nga đã rất hào hứng, cô rủ em gái đi cùng. Họ bay từ London đến Milan hôm 18 tháng 2 và tới dự show của Gucci. Tâm trạng tôi như nổ tung, tôi đã rất kinh ngạc, Nga nói. Họ đã bay cả đêm đến dự show vào ngày hôm sau rồi quay lại London. Nga không tiết lộ tên khách sạn cô ở và hãng hàng không mình đã bay vì sợ gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Cô và Nhung đã ở Italy trong chưa đầy 48 giờ. Lúc đó Nga cho hay không có ai nói gì về Covid-19 cả. Cho đến ngày 20 tháng 2, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Italy mới được ghi nhận tại vùng Lombardy. Ngày 25 tháng 2, họ bay hãng Eurostar đến Paris để dự show của Saint Laurent. Vào thời điểm này, Italy đã được xem là tâm dịch nhưng vẫn chưa có lệnh phong tỏa. Cuối tuần đó, Nhung bay về Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường suốt khoảng thời gian đó, Nga kể. Tôi đã đi tập gym, đi làm việc. Hôm 2 tháng 3, cô đi công tác, bắt đầu ho và ngày hôm sau biết tin mình bị nhiễm Covid-19. Ban đầu tôi thực sự hoang mang, Nga nói. Các bạn nghĩ xem nó đã xảy ra như thế nào và khi nào, Nga không biết, nhưng cô đã cách ly từ hôm đó. Cô có khi sốt tới 39 độ rồi lại hạ, ho nhiều. Nga cho biết cô đã thông báo về tình trạng sức khỏe với những người mình từng tiếp xúc tại show Gucci và Saint Laurent.
cũng như bạn bè, gia đình, chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia. Không ai trong số họ có triệu chứng bị bệnh. Cả hai thương hiệu cũng không ghi nhận nhân viên nào có triệu chứng của Covid-19 và họ sẽ thông tin cho những người ngồi gần cô. Khi liên hệ trực tiếp, Saint Laurent từ chối bình luận thêm với lý do liên quan vấn đề cá nhân. Phát ngôn viên của Gucci cho hay, dù 21 ngày đã trôi qua kể từ show diễn của chúng tôi, ngay khi nhận được thông tin về việc cô Nga nhiễm Covid-19, chúng tôi đã thông báo cho toàn bộ khách mời ngồi cùng Nga tại show. Chúng tôi đã tỏ lòng cảm ơn họ và khuyến cáo họ giữ gìn sức khỏe. Còn Nga, cô hy vọng những cuộc xét nghiệm tới của mình diễn ra vào ngày 16 tháng 3 sẽ cho kết quả âm tính. Dù cô cũng dự tính ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm cho đảm bảo. Cô nhận thức được sự chênh lệch giữa vị thế và khả năng của mình với những người ít có điều kiện điều trị hơn. Đối với mạng xã hội, cô đang cố gắng tránh xa nó vào thời điểm này. Một khi tôi dần trở lại cuộc sống bình thường sau khi hồi phục, tôi sẽ quay lại với mạng xã hội, Nga nói. Trong khi đó, tin đồn trong giới thời trang vẫn tiếp tục khuấy động. Những con mắt đổ dồn về Met Gala, sự kiện lớn tiếp theo của ngành công nghiệp này dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 5. Ban tổ chức sự kiện cho hay họ chưa có kế hoạch hoãn tổ chức, Nga cũng không có ý định tham gia. Trường Giang, Nhã Phương lên tiếng bênh vực khi Diệu Nhi bị chỉ trích. Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương đồng loạt lên tiếng bênh vực khi Diệu Nhi bị cư dân mạng chỉ trích do tự nhận là vợ của nam danh hài. Diệu Nhi được khán giả biết đến với sự lầy lội từ trong phim ra đến ngoài đời. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vô quy đại náo luôn khiến dân tình thích thú khi cover lại những bản hit của nhiều ca sĩ một cách không giống ai. Tuy nhiên, gần đây Diệu Nhi vướng phải chỉ trích khi vô tư bình luận muốn ôm chồng Đông Nhi, khiến khán giả cho rằng nữ diễn viên vui đùa quá trớn. Diệu Nhi lớn tiếng tự nhận là vợ Trường Giang. Tưởng chừng sóng gió đã qua thì mới đây khi làm khách mời trong một chương trình của Trường Giang, Diệu Nhi đã tự nhận mình là Nhã Phương và còn nhấn mạnh rằng em mới đẻ xong, khiến nhiều khán giả hoang mang. Diệu Nhi tự nhận là vợ Trường Giang trong chương trình, tuy nhiên thay vì vấp phải chỉ trích, lần phát ngôn này của Diệu Nhi lại nhận được nhiều khán giả thông cảm và cho rằng nữ diễn viên đang đùa vui trong lúc tham gia chương trình. Phản ứng của Trường Giang là cười lớn khi Diệu Nhi nhận là vợ mình. Trường Giang, Nhã Phương lên tiếng bênh vực Diệu Nhi. Với lần đùa này, hai vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương đồng loạt nhanh chóng đăng trên trang cá nhân lên tiếng bênh vực Diệu Nhi. Trường Giang thì bảo rằng đây chỉ là vui chơi và mang tiếng cười đến cho người dân quê. Còn Nhã Phương thì chia sẻ sự thích thú của bản thân với dòng đăng cười muốn xỉu với nhỏ bạn của tôi. Trường Giang lên tiếng bênh vực Diệu Nhi. Nhã Phương chia sẻ hài hước khi xem cô bạn thân Diệu Nhi tham gia chương trình của chồng. Động thái của vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương đã khiến khán giả hâm mộ và cùng yêu quý khi bênh vực Diệu Nhi trước Tâm Bảo. Trưởng phòng y tế quận 2 lên tiếng khi bị Vũ Khắc Tiệp xúc phạm phát ngôn khẩu nghiệp, ăn bậy chứ không được nói bậy. Trước những xúc phạm từ Vũ Khắc Tiệp, bác sĩ Trương Thanh Trung, trưởng phòng y tế quận 2 đã có những lời chia sẻ thẳng thắn với truyền thông. Vài giờ trước, Vũ Khắc Tiệp có một bài chia sẻ bày tỏ thái độ bức xúc trước truyền thông, đặc biệt là bác sĩ Trương Thanh Trung, trưởng phòng y tế quận 2, khi cho rằng anh trốn cách ly để đi ra ngoài. Vũ Khắc Tiệp viết, cuộc đời mình sợ và coi thường nhất báo Zing.vn, chuyên đưa thông tin sai sự thật. Và chuyện đặt điều cho rất nhiều người, trong đó có mình và Trinh. Mình và Ngọc Trinh thề không bao giờ lên Zing, ấy vậy mà Zing lại đi năn nỉ rất nhiều lần được phỏng vấn. Đến khi mình không chịu và dứt khoát, thì toàn đưa thông tin sai sự thật và một chiều, nhục cho một tờ báo lớn. Với lại bác sĩ Trương Thanh Trung là ai? Bác sĩ này phát ngôn rất khẩu nghiệp. Ăn bậy được chứ đừng nói bậy. Ông có phải là người khám cho tôi mỗi ngày không? Bác sĩ khám mỗi ngày cho tôi là Phi Nguyễn, tất cả bảo vệ nơi tôi ở. Ông thử đến xem, tôi có chấp hành từ khi ký biên bản như thế nào. Tôi có ra khỏi cửa từ khi có đội ngũ bác sĩ đến tư vấn và ký biên bản. Tất cả đồ ăn đều nhờ bảo vệ tòa nhà đưa lên. Nếu không chấp hành thì tối nay tôi đã không vào khu cách ly tập trung và không một ai khám hay hỏi thăm. Đáng lý hôm nay hết 14 ngày là tôi không còn phải cách ly, nhưng vì trách nhiệm nên tôi chấp hành và tuân thủ. Thấy báo chí đưa tin nhiều quá nên các bác sĩ lấy tôi làm tiêu đề, và rồi bịa đặt câu chuyện không chấp hành là sai sự thật, phải có lương tâm của nghề y. Khi công an và bác sĩ tới nhà mình làm việc để đưa đi xét nghiệm, mình có nói là ekip cũng về cùng mình giờ sao, nhưng dường như không ai quan tâm đến ekip đi cùng mình và chỉ nói sơ qua là anh sống ở quận 2 nên em có trách nhiệm ở quận 2. Đó là công an và bác sĩ quận 2 quan tâm thành tích hay sao? Mình như một quân cờ của họ. Ngay sau khi chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp, bác sĩ Trương Thanh Trung, trưởng phòng y tế quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng chia sẻ thật hơn với truyền thông. Ông cho biết, Vũ Khắc Tiệp thuộc diện cách ly tại nhà. Tuy nhiên khi đoàn kiểm tra lần 1 đến nơi cư trú, ông Tiệp không có ở nhà. Đoàn kiểm tra lần 2 đến, ông Tiệp đang ở một địa điểm khác, sau đó mới trở về căn hộ.
Như vậy người này không tuân thủ quy định cách ly tại nhà, bác sĩ Trung nói. Trưởng phòng y tế quận 2 cho biết ông phải trực tiếp gọi điện thuyết phục Tiệp lên xe, làm đúng quy trình y tế để tránh cưỡng chế cách ly. Sau đó đến khoảng 18 giờ, Tiệp hợp tác với đoàn công tác của quận, phường và lên xe về khu cách ly quận 2. Chưa có ca nào chúng tôi vận động 3 giờ mới chịu lên xe về khu cách ly, ông Trung chia sẻ. Sáng 10 tháng 3, bác sĩ Phạm Đức Công. Khu cách ly trung tâm quận 2 cho biết phụ khắc Tiệp được đưa vào cách ly từ chiều 9 tháng 3, không có biểu hiện sức khỏe bất thường. Trong lần khám sức khỏe sáng nay, ông Tiệp không sốt, không đau họng, không ghi nhận triệu chứng viêm đường hô hấp. Người này cho biết đang cách ly tại nhà, tuy nhiên theo giấy tờ mà tôi nhận được, chưa có đủ thông tin cho thấy vụ khắc Tiệp đã cách ly tại nhà đúng 14 ngày nên vẫn tiếp tục cách ly tại đây. Về tinh thần, ông Tiệp vẫn hợp tác cách ly và cũng yêu cầu được lấy mẫu để xét nghiệm, bác sĩ Công nói. Sau lời chất vấn này thì vụ khắc Tiệp tiếp tục đáp trả bằng một vài viết dài trên trang cá nhân. Ông Bầu Ngọc Trinh bức xúc, trời ơi các bác sĩ và Dinh đang làm điều rất tệ. Chiều qua 5 giờ bên y tế và công an tới nhà mình nói chuyện, bảo đưa mình đi xét nghiệm cho yên tâm. Họ nói đã xin được lệnh để xét nghiệm cho mình theo yêu cầu của mình cách đây 7 ngày nay rồi. Mình tuân thủ đi lên, mình vừa đến trại cách ly thì bên Dinh đã phối hợp bác sĩ và công an lên một bài về mình rất không đúng sự thật. Mình hỏi từ hôm qua đến giờ để xét nghiệm nhưng không ai trả lời, toàn lên hỏi mình những thứ không hề liên quan. Cô bé Hà Vi đi cùng mình tới Milan và về cùng mình, hôm qua cũng có mặt tại nhà mình xin được cách ly và xét nghiệm cùng mình. Nhưng công an và bác sĩ nói chỉ có Tiệp mới được xét nghiệm và không phải ai cũng được. Họ lơ cô bé đi và không để ý đến mong muốn của cô bé, tại sao cũng từ vùng dịch về, cũng là virus mà phân biệt như thế. Mình biết họ lấy mình làm truyền thông và quả là không sai, từ hôm qua đến đây không làm gì khác ngoài lên phỏng vấn. Và họ hỏi mình đến đây thế nào, bác sĩ ở đây chăm sóc tốt không, hỏi không đúng chủ đề. Mình không hề biết bạn kia là báo Dinh vì bạn đi cùng một bác sĩ và mặc áo bảo hộ giống nhau. Bạn quay tất cả những điều mình nói lại, nhưng bạn đã cắt kép chỉnh sửa quá mức dạy và mức nhân cách. Mình nói nếu là Dinh thì không trả lời, bác sĩ nói dưới kia rất nhiều phóng viên. Mình trả lời nếu vậy mời hết lên đây để trả lời một lần. Nhưng cậu phóng viên Dinh thì cố tình quay lại những đoạn mình nói chuyện với bác sĩ, về cắt ghép hoàn toàn với mục đích thù cá nhân. Việc hệ trọng nhất là kiểm tra xem mình có dương tính hay không để còn đề phòng với nhiều người khác. Nhưng đối với họ điều này không quan trọng bằng việc VA cho mọi người thấy. Tất cả chúng ta cùng đánh cược mọi thứ trong giai đoạn này để cùng nhau chống dịch. Nhưng hiện tại mình thấy mọi thứ quá kinh khủng. Cả đêm qua không ngủ vì nơi đây rất ngột ngạt, nóng và khó thở. Không biết họ để mình ở đây làm gì nữa khi không cho xét nghiệm như đã thỏa thuận trước khi đi. Giờ là 4 giờ vẫn chưa có một ai đến xét nghiệm. Chỉ có cô y tá đưa cơm và bạn phóng viên của tờ báo xấu xa kia đưa tin. Dinh đưa clip này rất kinh khủng, đang nhằm hạ bệ mình và thể hiện sự thù hằn cá nhân rất rõ ràng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hôm nay là mình có mặt tại Việt Nam quá 14 ngày rồi. Drama đang diễn ra và vẫn chưa có hồi kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình đến quý độc giả.